Chiều 13 tháng 6 tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội, một số cơ quan của Quốc hội và Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Tổng cộng Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 9 nghị quyết văn bản. Chính phủ ban hành nghị quyết số 42 và nghị quyết số 154 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn vì COVID-19 và nhiều chính sách mang tính chất trực tiếp và gián tiếp để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, giảm bớt khó khăn, chi phí cho các đối tượng. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, quan điểm của Bộ Chính trị tại kết luận số 07 mới đây là tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, nhưng trong đó cao nhất là phòng chống dịch, bảo đảm sức khỏe cho người dân, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an toàn tài chính ngân hàng và nợ công. Tiếp tục thực hiện giải pháp 5K cộng công nghệ và coi vấn đề tiêm chủng vaccine là chiến lược và nghiên cứu vaccine cho trẻ em, có kế hoạch lịch trình cụ thể tiêm vaccine để sớm đạt được miễn dịch cộng đồng, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong tìm kiếm nguồn cung vaccine. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ sớm có kịch bản tăng trưởng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế số và kích cầu nội địa, không chủ quan với nhiệm vụ kiểm soát lạm phát, tiếp tục tăng cường phối hợp hiệu quả trong điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, quan tâm kiểm soát bong bóng tài sản, nhanh chóng triển khai đưa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng vào cuộc sống.